Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay ngày 14 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại sứ các nước châu Á Thái Bình Dương tham dự hội nghị trực tuyến thảo luận về chương trình hoạt động và hợp tác của nhóm trong năm 2020 tại Tây Ban Nha. Các nghệ sĩ Việt Nam tiếp tục chung tay hướng về các vùng dịch bằng những ca khúc, dự án âm nhạc kêu gọi quyên góp tiếp sức các địa phương chống dịch Covid-19. Dự án tái chế của các bạn trẻ Việt Nam giành giải vô địch thế giới tại chung kết cuộc thi khởi nghiệp trẻ quốc tế SAGE Global 2020. Thưa quý vị, nhóm đại sứ các nước châu Á-Thái Bình Dương tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha ngày 12 tháng 8 đã tổ chức hội nghị trực tuyến để thảo luận về chương trình hoạt động và hợp tác của nhóm trong năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của đại sứ 18 nước thành viên tại Tây Ban Nha, trong đó có đại sứ Việt Nam Hoàng Xuân Hải và bà Anna Solomon, Tổng vụ trưởng vụ Bắc Mỹ, Đông Âu và Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha. Phát biểu tại hội nghị, bà Anna Solomon, Tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, chia sẻ một số định hướng về thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Tây Ban Nha và các nước Châu Á-Thái Bình Dương, bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để ngăn chặn dịch COVID-19 cũng như mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác. Đại sứ Việt Nam Hoàng Xuân Hải nhấn mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, các nước càng cần phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa để ngăn chặn dịch thành công. Đại sứ chia sẻ những kinh nghiệm và bài học thành công của Việt Nam trong việc phòng chống dịch cũng như giảm thiểu những tác hại của dịch bệnh đối với đời sống, kinh tế, xã hội. Tại hội nghị, các đại sứ và đại diện Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng đã thảo luận và thông qua chương trình nghị sự trong thời gian tới với nhiều hoạt động thiết thực và sáng tạo phù hợp với diễn biến tình hình mới hiện nay. Ngày 12 tháng 8, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và hãng hàng không Vietjet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã cử cán bộ trực tiếp ra sân bay hỗ trợ công dân hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi máy bay cất cánh. Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, chuyến bay đã được thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định. Các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại cộng đồng đang được tỉnh Quảng Nam triển khai như một trong những giải pháp quyết liệt phòng chống dịch COVID-19. Hiện toàn tỉnh đã thành lập được hơn 5.000 tổ với nhiệm vụ đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Các tổ này đã góp phần rất lớn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. Đây là công việc hàng ngày của các thành viên tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại cộng đồng ở khối phố 1, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ. Họ chia thành các nhóm nhỏ, đến từng nhà vận động nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Đang có đợt dịch COVID-19 thì các gia đình chúng tôi là chấp hành những cái gì của công tác y tế đưa ra. Đặc biệt là tổ giám sát đã đưa ra những tin thì chúng tôi là những người dân trong khu phố thì chúng tôi chấp hành. Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh có gần 300 người dân trở về từ Đà Nẵng sau ngày 15 tháng 7. Các tổ giám sát hàng ngày đến từng nhà để vận động người dân lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 và hướng dẫn cách ly y tế. Mà về đến nhà thì có một cái cô ở trạm y tế là đến hỏi là về bây giờ mà có khai báo y tế chưa, thì tôi phải là có khai báo rồi, có nộp hồ sơ ngay chỗ trạm y tế. Rồi sau đó thì tôi tự ở nhà cách ly trong thời gian 14 ngày. Toàn tỉnh Quảng Nam hiện đã thành lập hơn 5.400 tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng ở tất cả các khu dân cư. Một nhiệm vụ quan trọng trong lúc này là truy vết triệt để các trường hợp F1 tại địa bàn. Cái tổ này hiện nay đang làm việc rất là hiệu quả. Họ là cái lực lượng mà ở sát với người dân nhất, phát hiện sớm những cái trường hợp mà có sốt, ho, khó thở nếu như có trong cộng đồng để chúng ta sớm và đưa họ đi xét nghiệm, cách ly theo đúng theo quy định. Trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay, hoạt động của tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng
cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng góp phần trong kiểm soát tình hình dịch bệnh tại Quảng Nam. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thay vì cùng với các cấp, các ngành phòng ngừa dịch bệnh thì một số cá nhân lại đăng tải những thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội, khiến không ít người hoang mang, lo lắng và gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh. Tại Bình Định, thời gian qua lực lượng công an đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp như vậy. Nguồn tin không rõ ràng, không có kiểm chứng, nhưng đối tượng này đã chia sẻ một bài viết trên trang Facebook của mình với nội dung Bình Định khả năng cao có ca nhiễm đầu tiên và đính kèm theo hình ảnh, một văn bản báo cáo nhanh về một trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm SARS-CoV-2 lần thứ nhất. Bài viết ngay lập tức gây xôn xao và làm nhiều người hoang mang và lo lắng. Khi bị Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định triệu tập và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, vì hành vi đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19, thanh niên này đã đưa ra lý do. Cái sai của em là chưa có kiểm chứng thông tin chính thống mà lại đưa lên như vậy thì gây hoang mang dư luận, là lỗi của em như vậy. Trong 7 trường hợp mà lực lượng Công an tỉnh Bình Định vừa xử lý mới đây do đưa tin không đúng về dịch COVID-19 cho thấy, đối tượng đăng tin vì muốn tăng like hoặc để bạn bè có thêm thông tin về dịch COVID-19 để phòng tránh. Nhưng vấn đề ở đây là những nguồn tin mà các đối tượng có được lại không chính thống nên gây hoang mang cho người xem. Các đối tượng đã nhận rõ, thức rõ hành vi của mình như thế là làm gây tác hại, làm ảnh hưởng, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân. Đội an ninh làm hồ sơ để xử lý các số đối tượng này theo quy định của pháp luật nhằm cảnh báo cho những người khác không có những hành vi liên truyền thông tin bịa đặt để gây hoang mang nhằm góp phần vào công tác phòng chống dịch ngày càng tốt hơn trên địa bàn. Cũng cần nói thêm, cả nước đang dồn sức để phòng chống dịch COVID-19, nên bản thân mỗi người cần hết sức bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin, theo dõi sát các thông tin chính thống và không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực. Đó chính là cách để không làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ cách đây vài tháng khi Việt Nam có những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên. Nhiều nghệ sĩ, những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn đối với công chúng đã tiên phong khởi xướng các chiến dịch chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng những bài hát, những ca khúc có sức lan tỏa hay là nhiều việc làm thiết thực. Tinh thần ấy tiếp tục được nối dài bằng làn sóng hướng về Đà Nẵng, Quảng Nam trong suốt những ngày vừa qua. Từ những nghệ sĩ trong, ngoài nước đến chính các nghệ sĩ đang ở giữa tâm dịch đều thể hiện trách nhiệm xã hội. Tự mình vận chuyển đồ cứu trợ, thiết bị y tế hay chỉ đơn giản là kêu gọi cộng đồng hãy dùng khẩu trang vải để nhường khẩu trang y tế cho các y bác sĩ. Những hành động đẹp nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cả xã hội để tiếp sức cho những người lính đang chống dịch nơi tuyến đầu. Đây, mang theo bánh mì nè, bánh mì khoai lang nè, rồi tí nữa có cái mũ đội nè, rất là ok luôn. Từ lúc nào đi xe cũng có cái bình xịt, nên mọi người yên tâm. Một ngày như mọi ngày của ca sĩ Quang Hào suốt gần 2 tuần qua. Đồ bảo hộ, mũ chống giọt bắn, bình xịt, găng tay. Từ tối 27 tháng 7, với điểm đến đầu tiên là Bệnh viện C Đà Nẵng, tới nay anh đã tự mình vận chuyển được hàng chục nghìn khẩu trang, hơn 4.000 bộ đồ bảo hộ, nước rửa tay, bình xịt khuẩn và các trang thiết bị hỗ trợ cần thiết khác cho tất cả các bệnh viện, các điểm chốt, các khu cách ly tại Đà Nẵng và Quảng Nam, quê hương anh. Là một nghệ sĩ sống ngay giữa tâm dịch, không dừng lại ở việc kêu gọi trên Facebook cá nhân. Ngày nào, chính Quang Hào cũng lái xe tới các điểm cần hỗ trợ để chuyển những phần quà mình kêu gọi được. Mình nghĩ là bây giờ mình còn sức khỏe thì mình chiến đấu thôi. Quan trọng là mình phải tìm một cái cách để mình bảo hộ cho nó tốt. Vùng dịch không đơn độc. Làn sóng hướng về Đà Nẵng, Quảng Nam được lan tỏa khắp trong ngoài nước, từ những người con quê hương miền Trung đến những nghệ sĩ, các cộng đồng người hâm mộ. MC Đại Nghĩa kêu gọi giới nghệ sĩ dùng khẩu trang vải để nhường khẩu trang y tế cho các y bác sĩ. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Dennis Đặng là những người đầu tiên khởi xướng chia sẻ với vùng dịch bằng những lô hàng ủng hộ được chuyển kịp thời. Ai cũng mong muốn góp một phần, dù nhỏ, vào cuộc chiến chống dịch. Mong muốn rằng mình có thể mang cái sự ảnh hưởng này để mang một cái nguồn năng tích cực đến cộng đồng. Và đứng ở một góc độ nào đó, mình có thể đóng góp được một chút gì đấy cho đất nước trước cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Với Quân và Dennis thì đã là người công chúng, sẽ không bao giờ đứng ngoài cuộc khi tổ quốc cần. Con của Đà Nẵng và Quảng Nam. Ấn tượng hơn cả trong chiến dịch này phải kể đến sức lan tỏa của dự án Đà Nẵng, Quảng Nam, Triệu con tim hướng về
với sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước ngày 9 tháng 8 vừa qua. Hơn 3 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật thu được chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi lên ý tưởng một chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến với những câu chuyện cảm động hướng về miền Trung. Sự kiện do các nghệ sĩ hàng đầu giới giải trí Việt thực hiện, kết nối nhiều điểm cầu, truyền đi thông điệp yêu thương và chia sẻ. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cùng lan mộng, hồn nhiên như an anh lửa chiều hôm khi gió về. Vào đêm ngày 11 tháng 8 theo giờ Việt Nam, một đại diện của Việt Nam đã được xướng tên với ngôi vị cao nhất tại chung kết cuộc thi khởi nghiệp trẻ quốc tế SAGE Global 2020. Đây là cuộc thi khởi nghiệp dành cho các bạn học sinh có đam mê kinh doanh và mong muốn giải quyết các vấn đề toàn cầu như là môi trường, năng lượng, biến đổi khí hậu. Cuộc thi năm nay quy tụ hơn 10.000 học sinh đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Và đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi với tên gọi Copton đã giành được chiếc cúp vô địch thế giới năm nay. Copton là dự án của 7 bạn học sinh đang theo học tại các trường trung học BVIS, Concordia, BIS và Archimedes trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với câu khẩu hiệu vô cùng thú vị, nguồn sống từ cùi bắp, Copton đã cho mọi người những điều phi thường mà phế phẩm như cùi bắp có thể làm được. Cụ thể, các bạn đã tái chế lõi ngô thành các sản phẩm phục vụ trồng trọt và chăn nuôi như giá thể trồng cây, thức ăn cho gia súc, đệm lót sinh học cho gia súc, gia cầm và thú cưng. Đây đều là những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, giá thành rẻ và thân thiện với người tiêu dùng. Để thực hiện dự án, các thành viên của đội đã phải nghiên cứu, học hỏi, đi thực tế gần một năm trước khi diễn ra cuộc thi. Không chỉ dừng lại ở những ý tưởng trên giấy tờ, các bạn trẻ còn bắt tay vào xây dựng chiến lược kinh doanh, quảng bá và bán sản phẩm ra thị trường. Chính những bước đi táo bạo này đã giúp cho đại diện Việt Nam ghi điểm trong cuộc thi. Không những xuất sắc giành chức vô địch, Copton còn ẵm thêm 2 giải phụ trong phần thi đặc biệt về 17 mục tiêu phát triển bền vững thuộc chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc. Trong phần thi này, đội đã đề cập tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu. Qua những gì Copton đã, đang và sẽ tiếp tục làm, các bạn khẳng định khả năng của mình trong việc nâng mức thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, sống chủ yếu dựa vào nương rẫy và đặc biệt có thể ngăn chặn 10 triệu tấn khí CO2 thải ra môi trường hàng năm. Ngoài ra, dự án còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chống phát thải khí nhà kính, những yếu tố trực tiếp dẫn đến tình trạng nóng lên toàn cầu. Chiếc vô địch của cuộc thi lần này quả là xứng đáng cho những nỗ lực trong suốt thời gian qua của đội Copton, nhất là khi toàn thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid. Các em đã quyết tâm khắc phục những khó khăn và làm rạng danh Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị khán giả có thể truy cập trực tiếp trên website của VTV Go hoặc cũng có thể tải ứng dụng VTV Go trên kho ứng dụng của CH Play hoặc App Store. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.